Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bo mạch rút điện áp từ 1V lên 5V. Cái bo này mình có thể mua trên mạng, rất là tiện. Cái bo này mình ứng dụng để sạc điện thoại di động qua cổng USB này. Trước hết ta thử cái cục pin, thử là pin hiện tại là điện áp bao nhiêu volt. Pin 3V. Rồi, hiện tại nó là 3V. 3V1. Rồi, pin này. Pin này là 3V5. Xe pin này để lâu rồi không sạc, không biết là còn bao nhiêu volt. Xe pin chỉ có 3V. Bây giờ ta gắn vào bo mạch thử nó có boost lên được bao nhiêu volt. Đây, chúng ta sử dụng một cái đồng hồ đo như thế này. Pin này hồi nãy ta đo là 1,5V. Ở đây nó ra là 4,8V. 4,8V đủ cho chúng ta sạc điện thoại di động. Cục pin điện thoại di động của chúng ta chỉ có 3,7V thôi. Nhiêu đây điện áp là chúng ta có thể sạc được. Dòng của cái bo này là khoảng 600mAh. Cái bo này nó boost từ điện áp từ 1V tới 5V. Các bạn có thể ứng dụng cái bo này để làm cái bo sạc dự phòng. Những lúc cúp điện ta có thể sạc từ những cục pin tiểu như thế này, hoặc là những cái xe pin như thế này.